Xin chào tất các bạn, quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có nhận được chiếc máy là iPhone 6 Plus. Đây, iPhone 6 Plus. Và tình trạng bị lỗi là camera không chụp lấy nét được các bạn nhé. Đây. Mình chụp thử là camera chụp là không thể lấy nét được, chữ nhỏ là không để. Không nhỏ nhé. Và hôm nay mình sẽ thay thử cam xem là có hết cái phần lỗi này không các bạn nhé. Về cái phần lỗi này, lỗi mà chụp mà cam mà không lấy nét được thường có hai lỗi theo kiểu lỗi. Một là lỗi theo kiểu mà cam, hai là lỗi kiểu máy thay vỏ. Giờ mình sẽ tháo ra, mình vừa nhận được xong, con này thì mình vừa nhận được xong. Và bây giờ mình sẽ tháo ra xem là thay thử cam xem là có hết không nhé. Nếu mà thay thử cam mà không hết thì sẽ tính đến phần khác. Thường thường mình thấy lỗi này thì thay cam là hết thôi. Đấy. iPhone thì các bạn vẫn hay ốp ít, lần trước sau mình vẫn tách vào đây. Sau lút các bạn cẩn thận, các bạn tắt nguồn đi nhé. Còn mình đây thì mình làm quen rồi thì không phải tắt nguồn. Các bạn cẩn thận, các bạn tắt nguồn, tháo chân pin ra là chuẩn nhất. Nhưng mà từ 6S trở lên đó các bạn làm cái gì các bạn tháo được nguồn. À tháo chân pin đấy, tắt nguồn không được. Đây, mình đã tháo được cái phần đây. Vâng, mình đã tháo được cái phần camera này mấy lồng ra khỏi mền nhé. Và mình sẽ thử một cái cam khác. Đây, và mình sẽ nhổ cái cam từ cái máy sát này của mình. À, sát này. Xem là sao xem này. Cam ok không nhé. Đây, mình sẽ nhổ cái cam xong từ cái máy này xác của nhà mình sang một cái sang cái máy này xem này. Như vậy mình đã thay cái cam khác vào rồi, mình sẽ test thử. Đây, mình sẽ test thử. Vâng, và mình đã thay cam rồi thì đã máy đã ảnh đã chụp ok nhé. Mày đã lấy nét rồi. Mày đã lấy nét. Đấy. Đây, và như vậy là cái cam này của mình đã bị hỏng nhé, là lỗi nó không lấy được nét.
vẫn chụp được và không lấy nét, kiểu đen xì cam, các bạn thay cam được, các bạn có thể sửa trên mê. Đây, như vậy mình đã thay thành công vào chiếc cam và mình sẽ tháo ra lần nữa và vặn lại, gia cố lại. Đấy, trường hợp không lấy nét thì lỗi do cam, tỷ lệ 90%. Đấy, là mình sẽ lắp lòng vào. Ok, mình sẽ nốt test qua sự ghi âm như thế nào. Alo, 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 alo. Vâng, và như vậy thì mình đã thay cam ok nhé. Và mình đã... mình sẽ vặn cái lồng này vào. Hốc này các bạn, mình nhớ vặn cẩn thận. Đấy, một thợ ve chai như mình đây. Mình sẽ chụp lại nữa. Vâng, và như vậy là quá trình thay cam của mình đã thành công nhé. Máy ảnh nó chụp rất nét nhé. Và xin chào tất cả các bạn nhé, các bạn nếu thấy kênh mình hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả các bạn ạ.